thành phố Arcadia bí ẩn này suýt chút nữa là đã bị dòng sông Uran nhấn chìm. Năm 1987, chính phủ Liên Xô cũ đã lên kế hoạch xây dựng một hồ chứa trong bồn địa Arcadia. May mắn thay, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một khối kiến trúc hình tròn thần bí khổng lồ ở giữa bồn địa, và kế hoạch xây dựng hồ chứa cũng vì thế mà bị trì hoãn. Di trì thành cổ Arcadia ở Chelyabinsk, nước Nga, là một trong những nơi bí ẩn nhất hành tinh. Tại đây, kim đồng hồ sẽ không hoạt động. Tần số nhịp tim, huyết áp và nhiệt độ cơ thể cũng sẽ không còn chính xác. Thậm chí nhiệt độ sẽ đột ngột thay đổi chỉ trong vòng vài phút. Vì sao lại xảy ra những hiện tượng kỳ lạ đến vậy? Liệu đây có phải là một chiều không gian khác với chúng ta hiện tại hay không? Trước khi giải mã những thắc mắc trên, hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên kênh Vũ trụ Nguyên Thủy. Văn minh cổ đại thần bí. Sau hơn một năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra rằng nền văn minh của thành phố Arcadia có liên quan đến nguồn gốc của người Aryan Ấn Độ và cùng thời đại với nền văn minh Ai Cập và Babylon cổ đại. Thậm chí thành phố này còn ra đời sớm hơn thành Troy hay Rome đến 4.000 năm. Bí ẩn của thành phố Arcadia nằm ở hình dạng kiến trúc của toàn thành phố. Từ những bức ảnh được chụp từ trên cao, thành phố này giống như một chiếc đĩa được tạo thành từ nhiều vòng tròn đồng tâm. Chúng giống như những vòng 5 tuổi của cây, từng vòng nối tiếp từng vòng. Phần trung tâm là một quảng trường có hình vuông được cắt tròn. Các nhà nghiên cứu tin rằng ý nghĩa kết cấu kiến trúc của toàn thành phố giống như phong cảnh thu nhỏ của thiên thể vũ trụ được tái hiện thành trời tròn đất vuông. Một đội thám hiểm không gian bao gồm các nhà khoa học và sinh viên đại học đã tiến hành các cuộc điều tra khoa học dài hạn đối với thành phố này. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu là Jane O'Brof nói rằng việc ngồi trên trực thăng để ngắm nhìn thành phố Arcadia mang lại cảm giác lạ thường không thể nào diễn tả. Tổng diện tích của thành phố Arcadia vào khoảng 200.000 m2 và diện tích mà các nhà khảo cổ đã khai quật vượt hơn 8.000 m2. Trong lòng thành phố có tổng cộng 60 ngôi nhà. Trong các vòng tròn nhỏ có 25 phòng, còn trong các vòng tròn lớn hơn có 35 phòng. Các nhà khảo cổ hiện tại đã tiến hành khai quật 29 phòng trong số đó. Dấu vết của một thời kỳ văn minh. Trong bảo tàng Chelyabinsk, phóng viên đã nhìn thấy những cổ vật được khai quật của thành phố Arcadia, bao gồm một số đồ kim loại. Trong đó, hai chiếc móc câu bằng đồng được chế tác rất tinh xảo. Nó có cả lưỡi móc ngược để tránh cho cá có thể thoát khỏi khi đã mắc câu. Ngoài ra còn có lưỡi dao đồng được dùng để cắt khi thu hoạch nông sản, trông vẫn khá sắc sau hàng ngàn năm. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng thiết kế của thành phố Arcadia rất hiện đại hóa. Kỹ thuật của hơn 4.000 năm trước mà trông như ngang bằng với kỹ thuật ngày nay. Gỗ được sử dụng để xây nhà cửa đã được tẩm các hợp chất chống lửa. Trong thành còn có các cống thoát nước khi mưa lớn. Vì vậy nơi này chưa bao giờ xảy ra hỏa hoạn hay lũ lụt trong lịch sử. Ngoài ra, mọi nhà dân trong thành phố đều có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như cống rãnh, giếng nước, nhà kho, bếp lò. Điều đặc biệt nhất là có hai ống thông gió bằng đất từ giếng. Một ống dẫn đến bếp để người dân không cần dùng đến quạt khi trời nóng. Họ cũng có thể dùng nó để tinh luyện đồ đồng. Ống còn lại thì dẫn đến kho lưu trữ thức ăn. Gió lạnh từ giếng thổi lên giúp cho nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với xung quanh, khiến kho thức ăn giống như một tủ lạnh lớn vậy. Tại thành phố Arcadia, nơi duy nhất có hình vuông là quảng trường trung tâm. Trong quảng trường có dấu vết lửa cháy, trông có vẻ như là nơi đây từng được sử dụng để thực hiện nghi lễ tôn giáo. Điều này khiến một số chuyên gia trong ngành sử học, khảo cổ học và dân tộc học bày tỏ sự quan tâm tới khu vực Arcadia bí ẩn. Ngay cả các nhà chiêm tinh, nhà tiên tri, nhà tâm linh và thành viên của các giáo phái cũng đã ghé thăm.
Những người này không góp phần làm sáng tỏ bí ẩn của Akaim, nhưng họ đã trông thấy những ánh sáng kỳ lạ di chuyển trên bầu trời. Những chớp sáng bí ẩn, sự xuất hiện của các cụm sương mù và sự thay đổi đột ngột không thể giải thích được của nhiệt độ khí quyển. Mọi người thường bắt đầu cảm thấy không khỏe khi tiến vào bên trong khu vực. Báo cáo trạng thái căng thẳng thần kinh, rối loạn huyết áp và nhiệt độ cơ thể, cùng với sự thay đổi nhịp tim không thể giải thích. Không chỉ vậy, Akaim còn được mô tả như một thành phố chữ vạn, thành phố Mandala, một hình tròn tượng trưng cho tôn giáo của vũ trụ, thậm chí là thủ đô cổ xưa của nền văn minh Aryan nguyên thủy, theo mô tả trong Thánh Kinh Bà Tư. Truyền thuyết về người ngoài hành tinh. Trong tiếng Nga, Akaim có nghĩa là trời đất, tượng trưng cho nơi thần linh gặp gỡ con người. Các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra rằng thành phố này trông giống như một đài quan sát thiên văn. Từ lâu người ta đã biết rằng vòng tròn đá Stonehenge nổi tiếng ở Anh được xây dựng một phần cho mục đích quan sát thiên văn và hiện vẫn có thể dùng để quan sát 10 hiện tượng thiên văn dựa trên 22 hiện tượng khí tượng. Trong khi đó, một số nhà khảo cổ thiên văn cho rằng Akaim cho phép quan sát lên đến 18 hiện tượng thiên văn dựa trên 30 hiện tượng khí tượng. Điều này có nghĩa là một số hiện tượng thiên văn nhất định trên bầu trời có thể được quan sát và theo dõi nhờ công trình này theo những phương thức cụ thể và từ những vị trí khác nhau. Đồng thời, Akaim cho phép quan sát nhiều hiện tượng thiên văn hơn so với Stonehenge. Theo nhà khảo cổ học người Nga Bichuskin, Stonehenge có mức độ quan trắc chính xác trong khoảng 10 phút góc đến 1 độ, trong khi Akaim có độ chính xác là 1 phút góc. Ngoài việc từ hình dáng của nó có thể tính ra phương hướng của thiên thể vũ trụ, phía trước và sau của vòng tròn ngoài tại đây còn có nhiều dấu hiệu liên quan khác. Ví dụ như là những hòn đá lớn được xếp thành đường thẳng, giống như là để hướng dẫn hạ cánh. Từ đó, không ít người cho rằng có thể nơi đây có một trung tâm hàng không dành cho người ngoài hành tinh cất cánh và hạ cánh địa bài. Ngoài ra, nhiều năm trước, Nga cũng đã đưa ra kế hoạch xây dựng một nơi trú ẩn UFO tại một địa điểm bí mật ở trung tâm dãy núi Uran khi khu vực này liên tiếp xảy ra các sự kiện kỳ lạ. Theo như những cư dân từng sống rất lâu ở đây kể lại, họ đã từng nhìn thấy người ngoài hành tinh và trò chuyện với những sinh vật này. Chưa dừng lại ở đó, cư dân cũng tin rằng nơi đây có một cánh cửa không gian dẫn đến một không gian khác khi tận thế xảy ra. Và như đã nhắc đến trước đó, thành phố này có hệ thống phòng hỏa hoạn rất tốt. Thế nhưng một đám cháy đã bùng phát, kết thúc nền văn minh tại nơi đây, mà sự vắng mặt của các thi thể đã khiến các nhà nghiên cứu phải đau đầu. Thực tế là Akaim trong quá khứ xa xưa là một trang sử huyền bí, và rõ ràng có rất nhiều bí mật hiện vẫn đang được chôn giấu bên dưới di chỉ này. Đừng ngại chia sẻ những gì bạn biết được về thành cổ này cho mọi người cùng biết ngay khi kết thúc video. Còn bây giờ xin chào và chúc mọi người một ngày tốt lành.